Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các câu hỏi và đáp ngắn gọn trong tiếng Trung được sử dụng với tần suất có thể nói là hàng ngày luôn đó. Bài học này phù hợp với các bạn chưa biết gì về tiếng Trung hay có thể đã biết sơ qua phát âm tiếng Trung hoặc những bạn đã biết được một chút cơ bản tiếng Trung nhưng chưa chắc chắn thì cũng có thể luyện nghe để củng cố thêm cho mình nhé. Cùng bắt đầu thôi. 600 câu tiếng Trung sử dụng suốt đời. Xin chào. Ni hao. Ní, khỏ, ní khỏ. Bạn khỏe không? Ni hao ma. Ni hao ma. Ní, khỏ mà. ní, khỏ mà. ní khỏ. Các bạn nhớ biến điệu nỉ thanh ní biến thành thanh hai đó bởi vì đằng sau nỉ là một thanh ba hỏ đúng không hai thanh ba đứng liền nhau vậy thì mình phải biến điệu thanh ba đứng trước thành thanh 2 theo quy tắc biến điệu của thanh 3 đó. Bận việc gì thế? Máng xá nọ. Máng xá nợ Nợ thanh nhẹ. Nhớ đọc lướt đọc nhanh thôi nha. Dạo này thế nào? Zui jian dần yang. Zui jian dần là từ mang hai thanh bốn đúng không nào? cố gắng giữ đúng thanh bốn của mình nhé. Có rất nhiều bạn khi mà chúng ta đọc nhanh hai thanh bốn đứng liền nhau á, thì mình sẽ bị dễ đọc thành uh, thanh bốn và thanh một. Ví dụ như là Zui chiên, Ừ. Jian, jian, nó đã thành thanh một rồi đúng không nào? Cố gắng đọc một cách dứt khoát dáng từ trên xuống dưới nào. Zui Tạm biệt. Zai Jin. Ở đây cũng tiếp tục là không bật hơi nhé Và dài mang hai thanh bốn Cố gắng luyện đọc giữ nguyên thanh bốn của mình nha Chúc ngủ ngon, hoàn an an An, thanh một Thanh một thì ta sẽ đọc như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ đọc ngang nó ra, đọc kéo dài và giữ nguyên cái tông đó nha. An. An. Ờ thế cô ví dụ, nếu như nó là thanh 4 thì nó sẽ đọc như nào nhỉ? An. Đó, sự khác biệt một và bốn nha. Một là An. Bốn. An, một ngang kéo dài. Bốn dứt khoát. Đi cẩn thận, Màn dỗ Man Dỗ làm gì đó? can mà nợ Cần nợ Ở đâu? Ná lì Ná lì Biến điệu của thanh ba ở đây rồi đúng không? Nà thanh Ná Làm sao bây giờ? Dần mở bàn bàn À, chữ mở là thanh nhẹ nên cô đọc lướt qua nó rất nhanh thôi các bạn nghe kỹ lại nhé cô không hề bỏ qua nó đâu thanh nhẹ thì chúng ta sẽ đọc như thế nào nhỉ à chúng ta sẽ đọc nhanh ngắn và nhẹ vậy thì ta luyện đọc lại nào dần mở từ pan ở đây phụ âm pua phụ âm pua là âm hai môi không bật hơi nhé pua pan bạn Tại sao? Vì sao? Vì tiếp tục là thanh nhẹ nha Được không? Khởi mở Khởi Biến điệu nào? Khở thanh Khở Theo quy tắc biến điệu của thanh ba Ma là thanh nhẹ đúng không? Và nó còn mang một cái ý là Nghi vấn, nghi hoặc thế thì mình sẽ nâng cao tông giọng của mình lên một chút đọc là M bao nhiêu tiền tua sọ chén tua sọ chén tua thanh một đọc cao giọng và kéo dài nó ra nào tua tiếp theo sọ thanh nhẹ tua sọ các bạn thấy không thời gian khi cô đọc chữ tua cô giả sử như nó là một giây Thế thì sọ thanh nhẹ Cô sẽ chỉ đọc nó trong khoảng nửa giây thôi Các bạn cũng cố gắng luyện đọc như vậy nhá Sao vậy? Trần mở Trần mở lo Mở và lỡ đều là thanh nhẹ đúng không? Thế nhưng lợ Nó mang ý là nghi vấn đúng không nào? Giống như từ mơ À, vậy thì ta nâng cao tông giọng của mình lên một chút Khi mình nói á, mình có cái ý là nghi hoặc ở trong đấy nha Chẳng mở lắm Được Họ Họ Phải Sì si. Sì si. Đúng đu -i. Đu -i. Cảm ơn 谢谢 sẻ

bù không nhỉ? Đằng sau bù Nếu nó mang một thanh bốn Giống như ở trong ví dụ đây Thì chúng ta phải biến điệu bù thành thanh mấy nào? Ừ, thanh hai Bù thanh Bù Bù sư Không đúng Bù tuệ Bù tuệ Vậy các bạn đã nhìn ra Uh, cần phải biến điệu thành thanh mấy chưa nào? À, thanh 2 Bởi vì sau nó là một thanh 4 Không có Mấy Mấy dỗ Hiểu rồi Miếng bạn Miếng bài Thật đấy Chân đợ Chân đợ Sao có thể chứ? Dầm mỡ nó. Dầm mỡ khởi <laughs> thanh nhẹ. Nhớ là lướt qua nó nhá. Dầm <laughs> Bạn ở đâu? Nịt dài nở. Nịt dài nở. Các bạn có nghe thấy điều đặc biệt ở đây không? nó là ta cảm giác như lưỡi mình đang cuộn vào phía bên trong ấy đúng không? bởi vì các bạn thấy không ở cuối chữ nó là chữ r đúng không nguyên âm r vậy thì ta phải nâng lưỡi lên uốn lưỡi nó nó bất kể từ nào có nguyên âm r, r ở phía cuối thì chúng ta đều phải uốn lưỡi để đọc nhé cái nào nà cựa nà cựa bạn thích cái gì? nghĩ xì sơn mơ? xì Ừm, trong câu này các bạn có thể thấy khá là nhiều điều cần chú ý này đúng không? Nị, biến điệu Ní, bởi vì Theo quy tắc biến điệu của thanh ba Sau nỉ là một thanh ba nữa, chữ xì ấy đúng không? Tiếp sau đó là thanh nhẹ, khoản m thì chúng ta phải đọc như thế nào nhỉ? À, đọc nhanh, ngắn, nhẹ. Xì hoạn. sến Bạn thì hiểu cái gì? Ní tổng sớm mọ. Ní tổng sến mọ. Ní biến điệu thành. Ní

SHEN và sự là hai từ đi liền phía trước thanh nhẹ đúng không nào vậy thế thì ta nhấn mạnh vào hai chữ này nhé.什么事情 có phải là khi chúng ta đặt cái trọng tâm vào một cái từ khác thì từ phía sau nó giống như bị chúng ta làm lu mờ đi ấy đúng không đúng không 对吗 mơ được không? họ mơ? Phải không? bù là thanh nhẹ. Các bạn cùng cô luyện tập đọc cả câu từ chậm cho đến nhanh nhé. Mình luyện tập như vậy nhiều lần thì mình sẽ tăng được tốc độ của mình khi đọc thanh nhẹ nhé. Sư bù sư? sư?

mất cô đọc nâng cao tông giọng lên một chút bởi vì sao nhỉ? Bởi vì mất là từ để hỏi mang hàm ý rất là nghi vấn nghi hoặc ở đây đó đúng không? Có ý gì? sớm ýa Ở đây các bạn hãy thử cùng cô áp dụng cái miệng nhỏ mà cô đã nói ở phía trước đó là đặt trọng tâm vào từ ở phía trước thanh nhẹ nào. Shen mà, sợ. Bạn muốn làm gì? Ní muốn làm gì? Bạn ta làm điệu Bạn muốn theo quy tắc biến điệu thành ní. Theo sao tắc vậy điệu của thanh ba. Sao biết vậy? Trần mở tổ mở thanh nhẹ Cùng cô luyện đọc nào Trần mở mang thanh một Nào chúng ta nâng cao tông giọng lên Đọc kéo dài ra Trừ Khi mình đọc thanh một Thì âm thanh của mình nó giống như là đang đi ngang Nó không có sự lên xuống lên xuống á Thế còn Tổ là âm thanh dáng từ trên xuống dưới. Tào, tào, chứ tào, Có, dỗ, Tốt quá rồi, Tha khó Không thành vấn đề, mấy vấn đề. 没问题. Không sao, mấy quan hệ. Mấy quan hệ. Xin lỗi, tôi bị chỉ. Tôi bị chỉ. Bị tiếp tục là thanh nhẹ bị kẹp ở giữa đúng không nào? Ta cùng cô luyện đọc nhé. Tôi bị 起，对不起，对不对？我懂了，我懂了，我明了、哦。我，tôi không hiểu，我不懂，我不懂。đừng k h h 不客气。 bù khờ Ở đây, chúng ta phải biến đi ấu bù thành bù. Bởi vì sau nó là một thanh bốn, chữ khờ đúng không? Khờ, bật hơi ra nào. Cảm giác như là hơi bật ra từ cổ họng á. Chúng ta khạc ra kiểu đó. Khờ Để tôi làm. Rồi, lại của vô cùng tốt họ hãy tranh thủ thời gian rảnh trong ngày luyện nghe và nhầm theo để học hiệu quả hơn các bạn nhé cảm ơn mọi người chia sẻ ta cha xe xe ta 加，không thể nào，不可能，不可能。không biết，不知道，不知道。không đồng ý，不同意，不同意。 không thích, bù xì hoàng. bù xì hoàng. không thể, bù nó. bù nó. không rảnh, mấy khổ, mấy khổ. Các bạn có nhìn thấy không? Ở cuối chữ khủng là nguyên âm ER. Vậy thì ta phải làm gì nhỉ? À đúng rồi, uốn lưỡi. khô cool. khô cool. Không có cửa đâu. Mấy mở. Mấy mở. Tiếp tục là nguyên âm R đúng không? Mở. Không sao. Mấy sợ. Sure. Mấy sợ. Sure. Cô mong đến đây là các bạn có thể tạo cho mình được một cái phản xạ Khi mà mình nhìn thấy nguyên âm R là mình tự động sẽ đọc uốn lưỡi nha Mấy sợ Không có gì Mấy sợ mà Mấy sợ mà Vô vị Mấy sợ Mấy sợ Không ngờ tới 没想到没想到文章什么还早呢还早呢哼你的哼不去行吗不去行吗不大便有坦不 Bởi vì sau nó là chữ gì nhỉ? À, chữ mang thanh 4 đúng không nào? Các bạn nhìn này, khi chúng ta nhìn vào phiên âm bù và chữ thì chúng ta thấy chúng đều là chữ U đúng không? Thế thì tại sao chúng ta lại đọc khác nhau nhỉ? Một cái là bù, một cái là chữ. À, đó là bởi vì chữ chữ mang nguyên âm U, nó là chữ U có hai dấu chấm ở trên đầu đó Thế thì tại sao ở đây chúng ta lại không nhìn thấy hai dấu chấm đấy? Cô sẽ giải thích kỹ và tường tận cho các bạn ở trong khóa học nhé Ở đây cô sẽ chỉ nhắc nhở các bạn phát âm sao cho đúng nguyên âm Y Đối với nguyên âm Y thì các bạn có thể nghe ra nó đọc như là U y đúng không? Thế nhưng chú ý cái khuôn miệng của mình nhé Mình chu môi ra, tạo thành một vòng tròn đó Giống như là khi mình huyết sáo Lúc này thì ta mới đọc Y Thế còn pu Thì hoàn toàn là U đúng không? Đó, sự khác biệt nghe ra rất rõ Pu Và Chu bù chu Tôi đến ngay đây Wo mà sang lại Wo mà sang lại biến điệu ở đâu nhỉ? À, wǒ thành wǒ đúng không nào? Rảnh rồi nói sau nhé. Yǒu kòng zài léo. Yǒu kòng zài léo. Dựa vào đâu chứ? Píng shén mǎ. Píng shén mở. Cô thấy có hai phiên âm mà các bạn hay bị lẫn khi chúng ta mới bắt đầu học Đó là Pua và Pua Điểm khác nhau của chúng là gì nhỉ? Ờ, à, khi mà chúng ta nghe á Thì dễ nhận thấy nhất đó là sự bật hơi đúng không? Pua có bật hơi không? Không Thế còn Pua là chữ P Là có bật hơi nha Nếu như các bạn chỉ nhìn riêng và âm bồi tiếng Việt á thì chúng ta không thể nào mà phân biệt ra được là cái này có bật hơi hay không. Bởi vì âm bồi tiếng Việt không thể diễn tả hết được sự bật hơi đúng không nào? Thì cô sẽ ví dụ một từ giống như ở trong ví dụ này nhé. Cô thay nó bằng âm pua đi là piếng. Bây giờ nó là âm pua nào. Piếng. Các bạn nghe thấy không? Piếng, bật hơi. Pua, phiên âm là chữ B, bờ á. Thì nó là không bật hơi đúng không nào? Vậy thì mình nhớ chú ý nha. Khi đọc, nhìn vào phần pin phần phiên âm tiếng Trung đó. Nếu không chúng ta sẽ không biết là mình nên bật hơi ở phụ âm nào đâu nha. Tôi nhớ ra rồi. Ủa sáng chỉ lái lọ. Ủa sáng chỉ lái lọ. Ở đây ba thanh ba đứng liền nhau. Mình biến điệu ở đâu nhỉ? À, ở giữa. Sáng biến điệu thành xiáng không đến mức đó chứ bú trư ý ba bú ý ba nào các bạn có thấy mình cần biến điệu cái gì không nào à biến điệu bú thanh, bú thanh hai và chú ý mặc dù có hai chữ u ở đây nhưng đó là hai nguyên âm khác nhau nhé bú và

什么东西宫格云南。什么东西什么东西什么东西什么东西你说什么你说什么都别走我知道了。我知道了。 không cần cảm ơn. Bù yung, xie. bù yung xie. Tiếp tục là biến điệu của chữ bù nha. Không được. Bù khờ Bù Ở đây ta không còn biến điệu của chữ bù nữa. Thế nhưng có biến điệu của thanh ba. Khở thanh. Khờ không xong rồi bù khó lọ bù khó lọ không có thời gian mấy sứ chen mấy sứ chen bạn đừng khách sáo nhỉ bía khơ chị nhỉ bía khơ chị bạn nói đúng nhỉ xua tự tuy

关你什么事吗？听<你>么听？什么什么？哼个哼，没兴趣，没兴趣。都会听，我喜欢，我喜欢。tôi bằng lòng，我愿意。 我愿意 do same to 我看看我看看聋子哎是的是的 h o m e 不行不行上怎样都行 整樣都行。cũng tạm, hài ba. thanh bốn đứng liền nhau, các bạn cố gắng giữ nguyên thanh bốn của mình nhé. Đọc dứt khoát. 整樣

我差点忘了，我差点忘了。再关，棒极了，棒极了。就梦吧，祝贺你，祝贺你。In tâm đi，放心吧，放心。 ba Mặc kệ tôi Bía quán wo Bía Ta biến điệu gì ở đây nhỉ? À, quản thanh quán Theo quy tắc biến điệu của thanh ba Đừng nói nữa Bía zài xua lọ Bía zài xua lọ bạn có thôi ngay đi không? Ní dầu quán mê quán Ní dầu quán mê quán Có gì biến điệu ở đây không? Có nha Nì thanh Ní Cô mong là các bạn sẽ tạo được một cái phản xạ tự nhiên Trong cái việc biến điệu thanh ba Ở trường hợp hai thanh ba đứng liền nhau nhé Phiền quá đi 烦死了，烦死了！我管你们，气死我了，气死我了！死听死，断嘴，糟了，糟了！bạn được đấy chứ? Khử gì a n Khứa nhỉ Khứa biến điệu thành Khứa dạ thanh nhẹ Các bạn có thể tua lại để nghe kỹ cô đọc chữ dạ này nhé Cô đọc lướt nhanh nó thôi Và cô cho nó gắn liền một chút vào từ ở phía trước nó Là từ khứa gì á Bạn cũng thế nha Ní yě shì Ní yě shì xin mời tự nhiên, Chỉ bền. Chỉ bền. xin đợi một chút, xin đợi một chút, xin sau tự nhiên, sau đợi đợi tôi với xin mời tự nhiên, xin đợi các bạn có thấy có điều gì đặc biệt ở đây không? ba thanh ba đứng liền nhau nhưng ta biến điệu hai thanh ba đứng trước thành thanh hai tại sao nhỉ? Ừ, thanh ba thì có rất nhiều trường hợp biến điệu và cụ thể từng trường hợp ra sao thì trong khóa học cô sẽ giải thích kỹ cho các bạn hoặc các bạn có thể hỏi thầy cô tiếng trung của mình cô sẽ chỉ giải thích ở trong trường hợp này tầng tầng được biến điệu thành tầng tầng bởi vì nó là một từ có nghĩa gồm hai âm tiết Tôi ở đây. 我在这儿.我在这儿. Chúng ta có gì nhỉ? Nguyên âm R. Vậy thì ta phải làm gì? Uốn lưỡi nha. Chur. Chur. Cứ thật đấy. Chân lẻo bụi chỉ. Chân lẻo bụi chỉ. Bù, thanh nhẹ. Cô đọc là lướt thôi Nếu các bạn muốn luyện đọc nhanh một câu á Thì mình hãy luyện đọc tăng dần tốc độ nhé Tức là đọc chậm Sau đó tăng dần tăng dần tốc độ lên Đặc biệt là đối với các câu có thanh nhẹ ở trong đó Ví dụ Lèo bụ chỉ Lèo bụ chỉ Để tôi Wo lái Wo lái Bỏ đi Bà lợi ba lợ mau đi thôi khoai dầu bạ khoai dầu bạ tôi phải đi rồi của đấy dầu lợ của đấy dầu lợ trong câu này ta biến điệu tế thành tế chú ý chút chú ý điểu chú Câu này nếu muốn đọc nhanh thì nó sẽ hơi khó đối với các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung. Chú ý nhá, hai thanh bốn đứng liền nhau, cố gắng dáng mạnh dứt khoát từ trên xuống dưới, giữ nguyên thanh bốn của mình, không được để nó biến thành bốn một đâu nhé. Chú Có gì nhỉ? Nguyên âm R cuốn lưỡi nào 点儿好 now 怪难怪,难怪端走我吃了我吃了读一吧我信你我信你怎么做慢,点慢 点，快点，快点，快点，无连珠的，开心点，开心点，后面灯亮，有点不放心，有点不放心。 Ta cần chú ý gì ở đây nhỉ? À, có hai điểm nha. Biến điệu của thanh ba và biến điệu của chữ pu. Cô nói hai điểm này mong là các bạn sẽ biết là chúng ta cần biến điệu từ gì rồi nha. Chẳng hiểu gì hết. Y tiểu bù tổ. Y bù tổ. Có bạn nào ở đây đã được học quy tắc biến điệu của chữ y chưa nhỉ? Trong trường hợp này, y nên biến điệu như thế nào đây? Ờ, à, y thanh 1 biến điệu thành thành 4, y. Bởi vì sau nó là tẻo mang thanh 3 đúng không nào? Tiếp theo, tẻo ta phải biến điệu thành tẻo mang thanh 2 bởi vì sau nó là một thanh 3 nữa. Và nhớ uốn lưỡi khi đọc chữ tèo nha Có nguyên âm R đó đúng không? Thì ra là thế Yên lái rú Yên lái rú xử. Cố lên! Chá yếu. yếu! Đã mấy giờ rồi mà con? Tu chí điển lọ! Là...

要迟到了，要迟到了。努力睡吧，睡吧。猫拉里，快坐吧，快坐吧。有 c h u 怎么回事？怎么回事？ mở thanh nhẹ đúng không? Các bạn cùng cô luyện đọc nào. Dần mở. dần mở. Bạn làm việc đi nhá. Nhì mắng ba. Nhì mắng ba. Vậy thì tốt. Nà chiều khó. Nà chiều khó. Thế này đi. Chơi yang ba. 这样吧，vậy thì yên tâm rồi，那放心了，那放心了。Tất nhiên <然> rồi，当然了，当然了。Dạo này bận không？最近忙吗？最近忙吗？ bạn cảm thấy thế nào? bạn chưa thấy nào? bạn cảm thấy nào? bạn yang bạn đừng lo lắng bạn cảm tan nào? bạn cảm tan nào? Thanh một Chúng ta đọc nâng cao đông giọng và kéo ngang ra nào? Kéo dài ra Tan làm sao tôi biết？我哪知道？我哪知道？biến điệu，我，thành wúa。mau nói đi，快说吧，快说吧。bạn mau ăn đi，你快吃吧，你快吃吧。 nóng quá đi mất. Rửa sử, lọ. Rửa sử lọ. Bạn làm tôi hết cả hồn. Nì xa sử của lọ. Nì xa của lọ. Các bạn thấy từ nào cần biến điệu chưa? Ờ, à, sử thành sứ nhé. Ngoan nhé. Quai ớt. 乖啊，没瓜，的吗？累死了，累死了。多吗？开玩笑嘛，开玩笑嘛。别提了，别提了。 không dám nhận. Bù cản to. Bù cản to. Đừng mà. Bù yêu mà. Bù yêu mà. Biến điệu nào. Bù thanh. Bù. Bởi vì sau nó là một thanh bốn. Mà. Thanh nhẹ. Mang ý nghĩa. Mà. Vậy thì ta cứ đọc nó giống như là cái ý nghĩa tiếng Việt nhá mà đúng không búyo mà xem gì thế khăn khăn có đi không chịu chị. chị chị. những cái trường hợp thanh nhẹ bị chen ở giữa như này là những trường hợp rất tốt để chúng ta luyện đọc thanh nhẹ các bạn hãy áp dụng mẹo như cô dạy đó là nhấn mạnh vào từ ở phía trước cái thanh nhẹ đó thì giống như là chúng ta đã vô hình chung tự làm lu mờ đi cái thanh nhẹ đấy rồi thì sẽ dễ hơn cho chúng ta đọc và chúng ta luyện tập đọc chậm trước sau đó tăng dần tốc độ lên trong câu này có hai nguyên âm nhá u và u để ý đó trừ và bù

thôi bỏ đi. Xoàn lọ. Cái này của bạn hả? sư nì mơ. sư nì Cô để cho nó gắn liền vào từ nì. Sau đó mơ. Ma", mang ngữ khí nghi vấn. Thế thì cô nâng cao nó lên một chút. Nì Dĩ nhiên rồi Tạm rãn ló Tạm rãn ló Chờ một chút Tưởng ý tưởng Tưởng ý tưởng Như cô nói ở phía trước đúng không? Ta thử đọc chậm trước Sau đó đọc nhanh dần lên Có vui không? Khai bộ khai xin Khai bộ khai xin đừng nói linh tinh，别胡说，别胡说。bạn muốn làm gì thì làm，你想做什么就做什么，你想做什么就做什么。biến điệu nào？nỉ thánh nĩ 什么？ 什么？做什么？哎呀！哎哟哎哟 thôi xong，完了，完了。lại thế nữa，又来了，又来了。 Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi thiên ơi! Các bạn có thể tua lại nghe kỹ lại cô đọc nhé. Không phải cô bỏ qua tợ và ạ à đâu. Mà cô đọc nhanh nó thôi. Ôi trời thiên ạ? Wow! Wow! say! Wow! say! phong cảnh đẹp biết bao. Tua mỹ hảo tự phong cảnh. Tu mỹ hảo tự phong cô cho nó gắn liền vào từ ở phía trước. Mỹ hảo đúng không? Mỹ hảo tự. Hết cách. Mấy bản phả. Mỹ bản phả. Thú vị. 有意思，有意思呢。不说了，不说了。两一油瓜，好可爱，好可爱。thật là cạn lời，真无语，真无语。 để ý nha. Ở đây hai nguyên âm u và y. Cố gắng đọc rõ ràng hai nguyên âm này các bạn nhé. U y. Giỏi đấy. Lì khải à. Lì khải à. Các bạn thấy không? Cô nhấn mạnh vào chữ lì thì vô hình chung chữ khải ở phía sau. Cô đã làm lu mờ nó đi rồi. 厉害呀！Yeah. 我们咱们呢我不敢了，我不敢了。cười 笑什么笑？笑什么笑？笑么笑搞 ó thể không？能不能？能不能？能不能

Làm rất tốt. Căn tựa bú chua. Căn tựa bú chua. Bù. Ta có cần biến điệu không nhỉ? À, có. Bởi vì sao nó là một thanh bốn. Xinh quá. Chân phèo lẹo. Chân phèo lẹo. Bạn thật thông minh. Này, chân thông minh. Ni chân thông miệng Chiêu bạn thôi Tô nì đọ Tô nì đọ Đừng ôn ao Bía nọ Bía nọ Khó quá Thay nán lọ Thay nán lọ Đến giờ dậy rồi 该起床了，该起床了。美光太美了，太美了。那你吧，呢？求你了，求你了。你 ế u k h ô 不然呢？ 不然呢？一团出力，想开点，想开点。nghe thấy rồi，听到了，听到了。đừng căng thẳng，别紧张，别紧张。tìm được rồi，找到了。 找到了。xảy ra chuyện gì vậy？发生了什么？发生了什么,了什么？làm xong rồi，做完了。做完了。nên làm mà，应该的。应 cái đã cứ cho là vậy đi soạn sư ba. soạn sư bà tôi mặc kệ tôi bù quản tôi bù quản vậy cho nên số so gì nữa số so gì nữa biến điệu các bạn nha sủa THÁNH số Theo quy tắc biến điệu của thanh ba Tới ngay đây Mà SÀNG chiều LÁI MÀ SÀNG chiều LÁI Có vấn đề gì sao? YÔU SẤN MỜ QUÂN THÍ YÔU SẤN MỜ QUÂN THÍ SắP ĐẾN NƠI RỒI khoai au lọ Câu này có ba thanh bốn liền. Các bạn cố gắng giữ thật vững thanh bốn của mình nhé. dứt khoát nào. khoai yao Chứ còn gì nữa? Cơ-bú-sư-mọ các bạn có thấy điểm đặc biệt ở đây không? chữ sự trong phiên âm nó là thanh nhẹ đúng không? pù mình lại vẫn phải biến điệu thành pú tại sao? Ừ, bởi vì sự thật ra khi đứng riêng thì cái phiên âm của nó là chữ sự thanh bốn đúng không? vậy thì ở đây pù chúng ta vẫn phải theo quy tắc biến điệu nhá biến điệu thành thanh hai nhưng mà sự trong câu này chúng ta vẫn đọc thanh nhẹ nhé. Bú sự. Đang làm gì thế? Zài Zài Bạn quyết định đi. Nì chúa tiêu ba. Bạn thích là được. Nǐ Có biến điệu không nào? À, có nha Nhị thanh ní, khoản thanh nhẹ Cùng cô luyện đọc nào Xǐ khoản, Xǐ khoản. Bạn thấy thế nào? Nǐ zǐ mǒ kàn khan cũng có biến điệu thanh ba đúng không? Nghỉ thanh ní Dần mợ Dần mợ Chú ý thanh nhẹ mợ nhá Ăn nhiều một chút Tua chứ Tua chứ Có ai khi đọc quên uốn lưỡi không nào? Nghĩ xong chưa? Sáng hỏ lắm á xiáng hò lâm có biến điệu không 嗯, có xiáng thành xiáng cứ như vậy đi chưa trơ yang ba chưa trơ yang ba nói cũng đúng sốt đã yêu sư sốt đã

không bận tâm nữa Bù quả lọ Bù quả lọ Rõ chưa? Miếng bà lơ mọ Miếng lơ mọ Nghỉ ngơi nhiều một chút Tua xíu Tua xíu xị bạn đừng để bụng nhé. Bía chia y ơ. Bía chia y ơ. Chữ ơ ở đây mang nghĩa là nhé, đúng không? Mang ý là dặn dò đó. Thế thì chúng ta hãy ngừng lại một chút, một khoảng ở đằng trước chữ ơ. Như vậy khi nói thì ý của chúng ta muốn biểu đạt nó sẽ được rõ ràng hơn. Đó là nhé, dặn dò đó. Mọi việc thuận lợi. Ý xuân Ý chìa xuân, ý chìa xuân à, có sự biến điệu gì ở đây không nhỉ? Ừm, um, biến điệu của chữ y đúng không? Y biến điệu thành y mang thành 2. Bởi vì sau nó là chia mang thành 4 đúng không? Bạn tìm ai? Ní trò sế. Ní... 找谁？Biao 你太尼，贵的来接你。他叫什么来着？他叫什么来着？可以安 rồi，可以吃了，可以吃了。 có to việc không? 有趣吗？有趣吗？có gì nói sao? 以后再说。以后再说。tìm tôi có việc gì không? 找我有事吗？找我有事吗？嗯，在这句里。 Có sự biến điệu của thanh ba. Thế nhưng mà biến điệu hai thanh ba liền đúng không? Trỏ và gũa ta biến điệu thành cháu gũa. Đây cũng là thuộc trong quy tắc biến điệu của thanh ba đó. Phục vụ thanh toán. Phú yến, mải tan. Phú yến, tan. 有有效吗？有效吗？那里去？出发了吗？出发了吗？安去吃了没？吃了没？可以跪腿吗？可以刷卡吗？ 可以刷卡吗? Biến điệu gì nào? À, khở thành khứa nha Tổng cộng bao nhiêu tiền? Ý cùng tuốt sọ chén Ý cùng tuốt sọ chén Ý Chúng ta nhớ biến điệu thành Ý nhá Biến điệu thành thanh hai đó Có cách nào không? Có cách nào không? Nhìn thấy chưa? Khăn tàu mấy? mấy? Ai đấy? Sẽ à? à? Có gì không đúng à? Có gì không đúng có Các bạn có nhìn thấy biến điệu gì ở đây không? Um, Bù thành bú đúng không? Bạn lừa ai vậy? Bạn lừa ai vậy? Bạn lừa ai vậy? Hãy để ý bật hơi chữ ai nha. Phụ âm pua

nào, tôi có thể ăn thử không? Tôi có thể thử không? Tôi có thể thử không? Biến điệu của thành ba khửa thành khứa. Cái này bán thế nào vậy? Chưa này Chưa thế nào

mấy giờ rồi？几点了？几点了？bao nhiêu người？多少人？多少人？bạn nói xong chưa？你说完了没有？你说完了。 没有你，你确定？你确定？你开玩笑的吧？你开玩笑的吧？你也听吧，听你的。 听你的。你去上班了没有？你上班了没有？你去上班你下班了没有？你下班了没有？上班，你去。 xa ban tan làm chú ý nha sang đi xa là lượt đi về đó đúng không tan làm hứa với tôi được không ta dụng của Khó mơ ta của họ mơ ở đây chúng ta không biến điệu thanh ba bởi vì sao nhỉ ừ, bởi vì có dấu phẩy đúng không ngăn cách giữa hai vế rồi Vậy thì ta không cần phải biến điệu nữa Giúp tôi với Bao bọ wo Bao bọ wo Nhờ cả vào cậu đấy Tề khâu nì lọ Tề khâu Cảm ơn lời khen của bạn Xie xie nì tờ chẳng 你的夸奖，But easy, e. 你正在想什么？你在想什么？I say、so、I，谁怕谁？谁怕谁？不，乏，o 朋友辛苦你了。 辛苦你了。变调呀，苦听苦。搞得空能行吗？能行吗？l n h n n g 这样做才对。这样做才对。 Bạn làm được mà. Nì khứa gì đó. Nì khứa gì đó. Biến đi ấu. Khở thành khứa. Hãy tin vào chính mình. Xiang xin tự chỉ. Xiang xin tự chỉ. Có gì to tát đâu. Mấy sần mận tạp mấy sân mà ta bu lào ta. Cùng cô luyện đọc câu này nào. Sân mà, sân mà, ta bu lào, ta bu lào. Chuyện nhỏ thôi, xào y sư, xào y sư. Để tôi nói. 让我说说，让我说说。扔把锅，别放弃，别放弃。làm như v 这样做好吗？这样做好吗？ đừng khách sáo với tôi như vậy，别和我见外，别和我见外。chuyện nhỏ mà thôi，小事而已，小事而已。đi theo tôi，跟我来，跟我来。 cho tôi cơ hội. Kế của chi hội. Kế của chi khuê. Có biến điệu không nào? Ừ, có nha Kể thành kế. Các bạn càng luyện đọc nhiều và càng gặp nhiều trường hợp mới thì các bạn sẽ dần tự hình thành cho mình được phản xạ biến điệu một cách tự nhiên luôn á. Thật sự xin lỗi. Thật Sứ... gì

我不是故意的.我不是故意的 Biến điệu gì không nào? 嗯, biến điệu Bù thành Bú Theo quy tắc biến điệu của chữ Bù đó Tin được không? Nâng xin mơ Nó xin mơ Làm phiền bạn rồi Đó rõ nỉ lọ ta rau ni la tiếp tục là biến điệu của thanh ba đúng không trường hợp này là chúng ta đã gặp ở phía trước rồi nhá ta rau thanh Tá ráo ý gì Xa y sợ sa y không có ý gì mấy y mấy y sợ mấy 意思，đừng để trong lòng，别放在心上，别放在心上。bạn đồng ý không? 你同意吗？你同意吗？tôi không thể chịu được nữa。我忍不可了，我忍。 bù cửa lọ Biến điệu gì nào? Wò thành wò đúng không? Không cần đâu Bù dùng lọ Bù dùng lọ Các trường hợp biến điệu của thanh ba thì các bạn đã gặp rất nhiều trong bài này rồi đúng không? Trường hợp biến điệu nhiều thứ hai ở trong bài này là chữ bù Thế thì không biết đến đây các bạn đã tự hình thành cho mình được phản xạ biến điệu chữ bù một cách tự động hay chưa? Biến điệu gì nào? Bù thành bú đúng không? Đừng vội, bù dùng tráo chí. Bù dùng tráo chí. Xin lỗi, bao chên. Bảo Đừng tự trách mình. Bù yào quài nỉ tư chĩ. Bù yào quài nỉ tư chĩ. Bù thánh bú. Tạm thời đừng nói nữa. Châu xiên bìa xuố lọ. Châu xiên bìa xuố lọ. Đã làm xong rồi tiếng ạ bạn nói đi nhé nhỉ số à lại làm sai rồi yêu cầu vậy được thôi NÀ xíu bạn NÀ xứng. Của ai vậy? Sế tọ Sế tọ đợ. Đợi nhé Tờ trở ơ Tờ trở ơ Các bạn có thấy không? Chữ ơ Khi mà nó mang nghĩa là nhé Là dặn dò ai đó Thì chúng ta thường có cách nói là Mình sẽ ngắt nghỉ một chút Ở trước chữ ơ Đúng không? Như trong ví dụ đây tầng Ơ à. Không phải vậy đâu Nào tỏ mấy dỗ Nào tỏ mấy dỗ Ngủ sớm nhé Giáo tiền suy ơ à. Giáo tiền suy ơ à. Giáo biến điệu nào Giáo đúng không Ơ à. Nó cũng mang nghĩa là Nhé, dặn dò, Vậy thì ta cũng nghỉ một chút trước khi nói oh, đi với tôi Cơn một chữ Cơn một chữ Để tôi thử xem Rào Tôi không cần Mùa bú yào Mùa Ai làm vậy? Sế gàn de? Sế Tôi phải đi rồi. Wǒ yào zǒu le. Wǒ yào zǒu Như vậy cũng được à? Zhè yě xíng ma? Zhè yě xíng ma? Tốt đấy. Trân bú Trân Không cần để ý. Bú yung bú yung câu này có rất nhiều thanh bố đúng không? Dụng yi. mong là các bạn sẽ đọc được câu này một cách thuần thục nhé thanh bốn của mình sẽ giữ được thật là vững. Bù, ta biến điệu thành pú. Như vậy cũng tốt. Trơ yang yế khỏ. Trơ khỏ. Tôi đã nói rồi. Vùa xua của lọ. Vùa xua của lọ. Ai nói đó? Sấy xua 谁说的你你有座位你想多了你想多了穷大喇叭我们是朋友嘛，我们是朋友嘛。冷暴光不要放弃 yào phẳng chi Biến địa ấu Bù đúng không? Đừng sợ Bù yung pa Bù yung pa Thảo nào Quai bù tờ nọ Quai bù tờ nọ Cùng cô luyện câu này nha Nó nhiều thanh nhẹ nên khá là khó đấy Bù tờ 怪不得。tôi không thêm，我才不要，我才不要。nhìn thấy rồi，看到了，看到了。không cần nói nữa，不用说了，不用说了。 顶闭关不要背关不要背关。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼�,哼哼哼,��,��,哼,��,��,弼,��,��,��,��, toái nghe theo bạn hết nhỉ số là soạn là soạn tôi nói không lại bạn của của các bạn có thể tua lại để nghe kỹ xem cô đọc thanh nhẹ này như thế nào nhé Bạn có rảnh không? Ní yếu khùng mơ? Ní yếu khùng mơ? Đừng giận nữa. Bía sọng hổ lọ. Bía sọng hổ lọ. Hôm khác nha. Cải thiên bạ. Cải thiên bạ. không cần đâu cảm ơn bù yêu xie xie bù yêu xie xie biến điệu chữ bù đúng không nào bạn đừng lừa tôi nì bía phiền wo nì bía phiền wo giúp tôi việc này với bao wo cỡ mỏng bà bao wo cỡ Mong ba Các bạn có nghe thấy không? Cảm giác như cô đọc chữ cỡ Là cô bỏ qua nó luôn á Nhưng không phải đâu nha Bao mùa cỡ mong ba Mùa cỡ mong ba Nghĩ cho kỹ nhé Khó khó sáng sáng Khó Biến điệu của thanh ba Sáng thanh Sáng Tôi có thể hiểu. I Tiếp tục là biến điệu của thanh ba ở đây này. Bạn nghỉ ngơi một lúc đi. You rest for a while. You rest À, câu này khá là hay khi mình luyện đọc nha Có nhiều thanh nhẹ này. Sau đó là Y, biến điệu thành Y, thành 2 đúng không? Quy tắc biến điệu của chữ Y đó Sau đó là Hùa Có nguyên âm R Uốn lưỡi Y hùa Tôi chưa từng nghĩ đến Ủa mấy sẻo của Ủa Đâu có đâu có

Sao thế được? Dần mở khuê Dần mở khuê Xin đừng khách sáo Chỉu bú yào khờ chẹ Chỉu bú yào khờ chẹ Bú thánh Bù, đúng không? Làm phiền bạn rồi Gěi nǐ thiên má phạt lọ Kế Thiên má phạt lọ. Bạn không nghe lầm đấy chứ? Ni mấy nghe lầm bà. Ni mấy không nghe bà. Có gì từ từ nói. dầu đấy chứ? xua mà nghe lầm nào? lên nào 笑起来吧，笑起来吧。对不起，Sorry，我知道错了，我知道错了。Đừng y 我一直在，我一直在。嗯 y e a y lần này ta gặp nó được biến điệu thành thanh mấy nhỉ? Y chữ là thanh 4 đúng không? Bởi vì theo quy tắc biến điệu của chữ Y Nó sẽ được biến điệu thành thanh 4 khi mà sau nó là một thanh điệu gì nhỉ? Ừm, 1 hoặc 2 hoặc 3 đúng không? Được thôi, khó bạn, Khó bạ Sao bạn không nói sớm? nǐ zǎo diǎn shuō ma, nǐ zǎo Biến điệu, zǎo thành zǎo. Bạn nói lại lần nữa đi. Nǐ zài suí biẹn, nǐ zài suí biẹn. À, ở đây ta gặp y thì nó lại được biến điệu thành thanh mấy nhỉ? 嗯, thanh hai đúng không? Bởi vì sau nó là một thanh 4 Tớ hiểu cậu mà Wo lý chế nỉ Wo lý chế ừ, Một trường hợp biến điệu của thanh 3 Khá là đặc biệt nữa đây Đó là bốn thanh 3 đứng liền nhau Và ta biến điệu hai thanh 3 đứng ở giữa Bạn làm được rồi Nghỉ chua tao ạ lạ do lợ Hãy tranh thủ thời gian dành trong ngày, luyện nghe và nhầm theo để học hiệu quả hơn các bạn nhé. trùng hợp quá vậy. Trời ơi, thật là tốt. Thật là tốt. Thật là Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng vậy.

我没空。对战，我有空，我有空。tôi tự 我自有办法，我自有办法。không đúng lắm，不太对劲，不太。 tuổi chiên bù ta biến điệu thành gì nhỉ ừm Bú Bú thai tôi hài lòng muốn mãn y biến điệu của theo quy tắc biến điệu của thanh ba đúng không vậy thì tốt biết mấy nàng cai tua khỏ à Na cái tua hò à. Nói lời phải giữ lấy lời đấy. Số hoa xoan Bạn tìm anh ấy có việc gì gấp không? Ní trò tha yếu chí sư mơ? Ní trò tha yếu 急事吗都别遮我知道啊我知道啊都会写我会考虑的我会考虑的 home fire 会是假的吧 Bú phải sư giả chứ? Không. Cậu xem mà làm đi. bú. Cậu mà Bạn xem mà làm đi. Bạn xem mà Bạn có thể tua lại nghe cô đọc nhanh nhé. Bạn rồi. Chứng 清楚了，là tôi 是我是我，ngày nào 哪天哪天，lẽ nào không phải sao？难道不是吗？难道不是吗？不,是吗不。

Khớ y ba, biến đi ấu khờ thành khớ cuối tuần vui vẻ châu mùa yu khoai châu mùa yu các bạn để ý nhá chữ y dài và u ở đây nó là y Y là nguyên âm y u có hai dấu chấm ở trên đầu đó

都和我们在一起干啥？我什么都不介意，我什么都不介意。不，变调，不，嗯，有，变成不，成二呀。不，不是我的错，不是我的错。 cách đây xa không? Lý trở yuan mơ Lý trở yuan mơ Trở Nhớ uốn lưỡi nha Hãy kiên trì nhé Kiên trì trụ Kiên trì trụ Cố gắng thêm chút nữa Tại gia bà jian Tại gia bà bà Bạn thật quá đáng. Nì thai quá phân thai quá phân Bớt làm phiền tôi đi. Sào phán sau Tôi rất vui. Tôi rất vui.

在想什么呀？在想什么啊？继续问呀，就这些吗？就这些吗？Hy v ọ n 希望会顺利，希望会顺利。

真倒霉真倒霉他那么那么真丢脸真丢脸真丢脸你是认真的吗你是认真的吗 多可惜啊！多可惜啊！Đối v ớ 我又不是小孩，我又不是小孩。tôi t h o 我为你骄傲，我为你骄傲。 tớ sẽ bảo vệ c ậ 我会保护你，我会保护你。t h mất h 真扫兴，真扫兴。mọi thứ vẫn ổn chứ？一切还好吧？一切还好吧？ Tôi sao cũng được. Tôi sẵn mật tố xỉu. Tôi sẵn mật tố xỉu. Tôi vẫn chưa. Tôi hãy mấy. Tôi hãy mấy. Bạn cư thật đấy. Nhi chân lì hài ạ. Nhi chân lì hài ạ. À? Một chút ít điểm, ít điểm. Ta có gì ở đây nào? Ừm, sự biến điệu của chữ y đúng không? Thành gì? Y mang thành 4 Tiếp theo là biến điệu của thanh ba. Tiền thanh, tiến, tiến điểm. Vẫn chưa đâu. Khái mễ nọ. Khái mễ nọ. Tôi đi với bạn. Wǒ pèi nǐ. Cũng được đấy. Tiếng 不錯的. Cứ từ từ thôi. mà mà lại. mà mà lại. Thế cũng không được. nó yě Na ye bu xing. Như nhau cả thôi. Bí tử bí tử ma. Bí tử bí tử ma. Bốn thanh ba đi liền nhau. Ta biến điệu như nào đây? Bí 此彼此，để tôi nghĩ cách，让我想办法，让我想办法。Tôi sẽ cố gắng，我会努力的，我会努力的。Bạn vẫn còn nhớ chứ? Nhị khái gì tậm mắc? 你还记得吗？对我我不太清楚，我不太清楚，不太不。你你不觉得吗？你不觉得吗？ bạn đừng có nói linh tinh. ni bía loạn xô. Ni bía loạn xô. Tôi muốn biết. Wǒ xiǎng zhī Wǒ xiǎng Tôi thành gì nào? À, húa đúng không? Bạn bình tĩnh đi đã. Nǐ lǎng jìng diǎn. Nǐ

什么急这是什么？这是什么？这是什么？那个么，想都别想，想都别想。bạn vui là được, 你开心就好，你。 Hai xin chiều Hảo Tôi còn có chút việc Tôi còn có tiền chút việc Tôi còn có Biến điệu nha Dầu thành dầu Bạn bận việc của mình trước đi Bạn bận việc của mình trước đi Tôi đang làm việc. Wǒ zài công, chỗ. Ủa, tại công, chỗ. Vẫn thế. Lào, dạng, dựa. Xem như tôi chưa nói gì. Tao, wǒ mấy, số, của. Tao, ủa, mấy, số, của. Bạn thích ăn hay không thì tùy. Bạn爱吃不吃？Bạn爱吃不吃？Vậy thì chưa chắc. 那可不一定。那可不一定。Nhớ biến điệu chữ y các bạn nha. Y thành ý. Cái này mà còn phải hỏi sao? 这还用问啊？ chưaải Tại sao không nói với tôi ]为什么不告诉我?]为什么不告诉我? các bạn nhận ra cái gì cần biến điệu ở đây rồi đúng khôngù thánhú nói linh tinh gì vậy xa sấn mà xia shuo shen ma na. Dành thì nói sau nhé. Có cô dài liao sau nhé. Có kinh liao nói Tới đây chắc các bạn đều nhớ đến việc phải uốn lưỡi Khi đọc nguyên âm R rồi đúng không? Cool Nghiêm túc chút đi Ren chân kinh Ren chân tiền bạn nói thử xem có đúng không nhỉ số tùy của tùy số tùy bộ tôi mới không như vậy đâu của trái bù khuê nè của trái bù khuê nè thế còn được chưa hai trả bù tôi 这还差不多. Không phải như vậy đâu. .不是这样的,不是这样的. Không có chuyện gì to tát cả. 没什么大事.没什么大事.没什么大事.没什么大事. Tôi kiềm không được. 我情不自禁，我情不自禁不连。不 ù 变调不 pú，各已经算了。我心里有数。我心里有数。怎么这么生气啊？ 怎么这么生气啊？挂念了，是他，果然是真的，果然是真的。nói một 口是心非嘛，口是心非嘛。 quyết định vậy đi. Chiều trở tiền Chiều trở mở Bạn đến thật đúng lúc. Nì lái đã trở khó. Nì lái đã trở khó. Cô đọc lướt qua khá là nhanh đó. Các bạn nhớ tua lại, nghe lại, thử xem cô đọc thanh nhẹ đó như nào nhé đi làm đó hả? Sàng ban mà. Sàng ban mà. Tôi kết hôn rồi. Wo jie hôn lạ. Wo jie hôn lạ. Tôi vẫn chưa kết hôn. Wo khai mấy jie hôn. Wo khai mấy jie hôn. Sớm thế. 这么早，这么早。muộn thế，这么晚，这么晚。bạn đến rồi，你来了，你来了。mai gặp lại，明天见，明天见。đi qua。 太遗憾了，太遗憾了。牛哥真酷，真酷。感谢你，多谢你，多谢你。回头见，回头见。 hôm khác nói tiếp nhé. Cải thiên giải léo. Cải thiên giải léo. Wow, đẹp quá đi mất. Wa sai, thai hào khăn lọ. Wa sai, thai hào Khan lọ. Làm tốt lắm. Càng de phiêu lẹo. Càng tự phiêu lẹo đã trễ thế này rồi cơ á. Tô trơ mở hoàn lời à? Tô trơ mở hoàn lời à? Giữ liên lạc nhé. Bảo trì liên xì. Bảo trì liên xì. Có ai không? Yêu rến mơ? Yêu rến mơ? Thượng lộ bình an.

Được không? Xíng ma? Xíng ma? Bạn đi đâu đấy? Nǐ qù nǎ? Nǐ qù nǎ? Nguyên âm r. Cuốn lưỡi nào? Nǎ. Nghe thấy không? Thiên tàu mấy Thiên tàu mấy những gì nên nói cũng đã nói rồi. Cái số tố số là Cái số tố số là Thế thì không được. Nó cửa bùi xỉu. Nó cửa bù xỉu. Nơi nào? Sẽ mở tì phạm. Sẽ mở tì phạm. Trời mưa rồi, xa ủi lọ. Xa ủi lọ. Nhìn gì thế? Khăn xá nọ. Khăn xá nọ. Nghe thấy rồi, tiếng chên lọ. Tiếng chên lọ. Vậy không được đâu. Chưa bù xíng à. Chưa bù xíng ya bạn mua gì đấy ní mải sơn mọ mà. ní mải sơn mọ biến điệu nào nhỉ thánh ní tránh ra răng khai răng khai bạn đang xem gì thế? Nhi zai khăn shi mao? 在看什么？那果堆是我的，是我的。Không phải đâu，不是呀，不是呀。Mười sáu, 不停，不。Yeah, thanh nhẹ yeah này, chúng ta đọc giống như là ir.、Yeah.

非常好，点击一听，什么声音？什么声音？vậy t h c m 那谢谢啊，那谢谢啊，k 不想，不想。 Không đi，不去，不去。nói cái gì vậy？说什么呀？说什么呀？Đã không muốn nghe，我不想听，我不想听。Không còn sức，没劲儿，没劲儿。 Nguyên âm r đúng không nào? Mấy chìa uốn lưỡi. Đừng làm phiền tôi. Biết phản wǒ. Biết phản Không có tiền. Mấy chén Mấy chén Vẫn chưa đến. Hái mấy lái. Hái mấy lái. 那么多，啷做得很好，做得很好。文娟，我还没睡，还没睡。你模特安，去买菜，去买菜。很好，喇叭，不愧是你。 bù khuê sư bù nhớ biến điệu thành bú các bạn nha đừng có giả vờ nữa bía choang lọ bía choang lọ tôi đến rồi của lái lọ của lái lọ đừng có đi theo tôi bía cân rùa bía 跟着我连着啱跟着去该吃饭了该吃饭了对墙谂咗去我厌烦了我厌烦了容易同意同意,同意 vẫn chưa xong，还没完，还没完。bạn không thấy phiền à？你烦不烦呀？你烦不烦呀？đến giờ đi ngủ rồi，该睡觉了，该睡觉了。 tôi đi bây giờ đây. 我现在就去.我现在就去.我现在就去. Câu này có bốn thanh bốn đứng liền nhau. Các bạn cố gắng đọc giữ nguyên được tông giọng của mình này. Dứt khoát nha. Xiên zài Điều tại tôi. Tô quài wo. Tô 怪我乜力西太没礼貌了太没礼貌了你不能特别好看特别好看你爱你有母多休息点儿多休息 Điểm Chính xa tôi ra Lý vô yên y tiện Lý vô yên y tiện Biến đi ấu Vô thành vô Sau đó tiếp tục biến đi ấu Y thành y Bật lắm Máng trở nọ Máng trở nọ xin hãy yên lặng，请安静，请安静。Tôi không làm，我不做，我不做。不勉励哦，不对，对不？cảm ơn ý tốt của bạn，谢谢你的好意，谢谢你的好意。

怪你，变调的字母 p，对吗？我我要睡觉，我要睡觉。<衡>也不是，也不是,也不是对。我饱了，我饱了。<饱> may mặc có bạn, 多亏有你，多亏有你。tôi rất lo lắng, 我很担心，我很担心。tôi giúp bạn, 我帮你，我帮你。 Các bạn muốn học về chủ đề gì, hãy để lại bình luận ở bên dưới cho cô biết nhé. Tôi nói cho bạn biết. Mùa câu sư nhỉ. Mùa cao nhỉ. Nói to lên chút. Tả sông điện. Tà sông điện. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Hẳn bao chèn đá rõ lợi nhỉ. Hẳn bao chen ta rao le nhớ biến điệu thanh ba các bạn nha ta thanh ta lợ thanh nhẹ các bạn hãy thử gắn nó vào từ tá rào nào tá rào lợ tá rào lợ không cần thiết mấy bị mấy bị đây là lỗi của tôi. This is my fault. tôi. Đây là lỗi Im lặng một chút. An của tôi. An là lỗi của khó chút nào. lỗi của tôi. Đây là lỗi của rất là hay đúng không? Y thánh Y Tèo Ta biến điệu như nào nhỉ? À, tèo Không sao cả Bù yào chín Bú yào chín Đã đi hết rồi Tô dầu lọ Tô dầu lọ Khoan hãy vội Xem biết chí 先别急。lần sau đừng như vậy nữa，下次不要这样了。下次不要这样了。biến điệu chữ pù các bạn nhá，thành pù。làm tiếp đi，继续做吧，继续。 Zuo ba Chữ xu ở đây Nguyên âm gì nhỉ? À, nguyên âm y Chữ u có hai dấu chấm trên đầu á Chúng ta đọc như nào? Xu Xu Chi xu Đến giúp tôi một tay với Lái bao ngủ ý xa Lái bao ngủ ý xa Y biến đi ấu Y bởi vì sau nó là Xả mang thành 4 Cảm ơn bạn rất nhiều Thái cảm xưa nì lọ Thái cảm xưa nì lọ Tôi không có lừa bạn Mấy phiền nì Mấy phiền nì Có tớ ở đây Yếu ở tại Yếu ở tại 格烂挑了了，照做就好，照做就好。你练嘞？这就去，这就去。đã quên hết rồi. đau hoàng lợ. đau hoàng lợ. xem vận may vậy. 看运气，看运气。 bạn vẫn ổn chứ? Nhi khái khó mơ. Nhi khái khó mơ. Bạn sao thế? Nhi trả lơ. Nhi trả lơ. Nhi thanh. Nhi. Tớ ủng hộ cậu. Wo zhi Mau ngủ đi. 快睡吧，快睡吧。慢猫，回你快回来，你快回来。慢，快回来！你回来，对回过来。我太难了。 我太难了，感恩你嘛，拜托你了，拜托你了。把猫 i 你快做吧，你快做吧。抖音有狗吗？我理解你，我理。 姐，解你，猫 dậy đi，快起来，快起来，buồn cười quá đi mất，笑死了，笑死了，ai mà biết chứ，谁知道呢，谁知道呢？ cậu là tốt nhất. Nì sư zui hào đà. Nì sư zui hào đà. Có lẽ là vậy đấy. Yên cái sư bà. Yên gái sư bà. Bạn nói xem. Nì sư rõ. Nì sư rõ. Tôi cũng cho là như vậy. 我也这么认为的，我也这么认为的。Không đúng lắm，不太准，不太准。Bạn đợi chút，你等等，你等等。biến đi đâu，等等，等等。 hình như không đúng. Hào xiang tuệ. Hào xiang bú tuệ. Bú biến địa thành hai bú. Bạn hãy nghe tôi nói. Nì thiếu hồ xua. Nì thiếu hồ xua. Không làm nữa. Bú càn lạ. Bú càn lạ bạn đừng có cười chứ. Nì bia xào à. Nì bia xào à. Hy vọng mọi việc đều xuân sẻ. Xì vọng y chè tô xuân lị. Xì vọng y chè tô xuân lị. Bạn đùa tôi hả? Nì tô vô vãn yà. Nì

你要什么？你要什么？Tôi không có khẩu vị，我没胃口。我没胃口。Lát nữa tôi sẽ đến，我一会儿就来。我一会儿就来。Y ta biến điệu thành gì nhỉ？啊。

Mau đến xem này Khoai lái khăn khăn Khoai lái khăn khăn Bạn đang nghĩ gì vậy? Nì zài xiang xá Nì zài xiang Nghỉ ngơi một lát đi Xiu xì yi xà bà Xiu xì yi xà bà Tôi biết từ lâu rồi 早就知道了，早就知道了。Tại sao lại như vậy? 怎么会这样？怎么会这样？Sao đắt thế? 这么贵？这么贵？Không tin thì thôi. 不信就算了，不信就算了，不听你啊，不，你读读先，让我猜猜，让我猜猜，别腻闹来，少拍马屁了，少拍马。 là tôi nói nghiêm túc đấy để lại bình luận góp ý của các bạn để những video sau được hoàn thiện hơn nhé